mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Thưa quý vị, thời tiết Quảng Ngãi hôm nay vẫn còn những cơn mưa rào ngắt quãng. Sáng đến trưa trời tạnh ráo hơn, mức nhiệt dao động là từ 19 đến 25 độ. Thời tiết ngày mai ngày 2 tháng 3, dự báo thời tiết Quảng Ngãi chỉ còn mưa rào nhẹ vài nơi, đến trưa trời sẽ hưởng nắng, nhiệt độ dao động ở mức là từ 20 đến 25 độ. Tuy nhiên đêm và sáng trời vẫn còn lạnh. Kiểu thời tiết này mọi người nhớ chú ý uống đủ nước, bổ sung đầy đủ các loại rau xanh, rau củ quả để đảm bảo sức khỏe. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây có lúc có mưa rào nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, ngày hưởng nắng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi có mây, đêm và sáng trời lạnh, ngày có nắng gián đoạn. Thị xã Đức Phổ mây thay đổi, đêm và sáng trời lạnh, ngày có lúc nắng. Thị trấn Ba Tơ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu. Lý Sơn nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng gián đoạn. Sau đây là thông tin thời tiết ở các ngư trường. Liên tiếp những ngày nay biển động, thời tiết xấu, nhiều tàu thuyền đánh bắt quanh ngư trường Trường Sa đã phải tìm nơi tránh trú neo đậu tại huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa. Theo dự báo thời tiết còn xấu nên bà con đánh bắt ở khu vực này hãy chủ động kế hoạch khai thác trên biển và có phương án tránh trú an toàn. Cụ thể trong đêm nay và ngày mai, ngoài khơi quanh huyện đảo Trường Sa vẫn có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Thậm chí ở khu vực phía Tây sẽ có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra trời còn có mưa dông đi kèm với lốc xoáy khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp, càng bất lợi hơn cho các tàu thuyền trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa trong đêm nay và ngày mai, gió có lúc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trời có mưa vài nơi, độ cao sóng từ 2 đến 3,5 mét. Các vùng biển ven bờ từ Bình Định đến Ninh Thuận dự báo trong đêm nay và ngày mai có gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 2 đến 4 mét, bà con ngư dân hết sức chú ý. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 3 năm 2023, khối không khí lạnh yếu đi, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chỉ còn mưa rào nhẹ vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh. Phía Nam khu vực trời hửng nắng yếu. Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 3 năm 2023, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời đẹp lên, nhiều nơi có nắng, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội mưa nhỏ, sương mù với mức nhiệt duy trì từ 17 đến 24 độ, độ ẩm từ 80 đến 97%. Thừa Thiên Huế trời có mưa rào, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm từ 20 đến 85%. Đà Nẵng nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 79 đến 90%. Lâm Đồng trời có nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 65 đến 75%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 90 đến 91%.